Chiều ngày 11 tháng 7, một cần cẩu có vòi bơm bê tông lên một công trình xây dựng cao ốc nằm ngay giao lộ Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng bất ngờ đổ sập. Lúc này nhiều công nhân đang làm việc trên sàn bê tông bị cần cẩu nặng hàng tấn đè trúng, la hét kêu cứu, nhiều người hoảng sợ bỏ chạy xuống đất. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã đến hiện trường, dùng xe thang đưa các nạn nhân mắc kẹt xuống đất đưa đi cấp cứu. Lúc đó tôi thấy cần cẩu sập xuống, chỉ biết la lớn cho mọi người né ra nhưng không kịp, cần cẩu sập xuống rất nhanh, một công nhân thoát chết cho hay. Nhiều lực lượng chức năng của quận Hải Châu và thành phố Đà Nẵng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.